Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 24 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2023 đến 2025, họp đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cho ý kiến về phương án thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Mường Phăng là căn cứ sở chỉ huy chiến dịch. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng suốt làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử. Nhiều năm trôi qua, sở chỉ huy chiến dịch năm xưa vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Lòng biết ơn đại tướng vẫn được đồng bào các dân tộc Mường Phăng khắc sâu trong tâm thức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2023 đến 2025 tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cho ý kiến về phương án thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo. Các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo. Tại hội nghị, đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời thông qua phương án thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo. Cụ thể, trong 3 năm 2023 đến 2025, ngoài kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trên địa bàn tỉnh còn có 2 hoạt động kỷ niệm cấp tỉnh, 6 hoạt động kỷ niệm ngày thành lập các địa phương trên địa bàn. Đối với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy đã xây dựng đề án tổ chức từ năm 2021. Sau khi hoàn thiện đề án, tỉnh đã báo cáo xin chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, căn cứ hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương, đề án tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 2 nội dung. Các hoạt động kỷ niệm theo hướng dẫn số 69 của Ban tuyên giáo Trung ương, đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến nay, tỉnh đã có báo cáo trình đang chờ ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 đến 2025. Bên cạnh đó, hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như phát động xây dựng nhà đại đoàn kết, tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm. Tham gia hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động kỷ niệm. Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần sớm đề nghị các bộ ngành trung ương chủ động ban hành kế hoạch theo hướng dẫn số 69 của Ban tuyên giáo Trung ương, chủ động báo cáo Ban Bí thư sớm phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ để tỉnh có cơ sở, nguồn lực triển khai các bước tiếp theo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực ban chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung của đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ theo yêu cầu của Ban Bí thư. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đối với việc thành lập ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc thành lập phải tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh cần phối hợp với Ban tuyên giáo, tổng hợp, rà soát, từ đó trình Ban chỉ đạo ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo. Ngày 21 tháng 9 tới đây, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành họp lần 2 để đánh giá những việc đã thực hiện. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang thực hiện dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 18 nhà máy thủy điện đang vận hành khai thác, tổng công suất lắp máy 263,3 MW, 6 nhóm thủy điện đang thi công xây dựng. 18 dự án thủy điện được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cho chủ trương đầu tư và một số dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư, dự án tiềm năng ngoài quy hoạch. Ngoài ra còn có các dự án điện mặt trời, dự án phát triển điện gió, điện sinh khối, điện rác. Tất cả các dự án thủy điện được rà soát cập nhật theo dự thảo quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về lưới điện truyền tải, dự án tuyến đường dây 22 kV Sơn La Điện Biên đã hoàn thiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và được Tổng công ty truyền tải điện quốc gia phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Hiện tại chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện thủ tục về đầu tư xây dựng, thực hiện các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng trên địa bàn hai tỉnh, dự kiến hoàn thành tháng 1 năm 2024. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã phát biểu tham luận, nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển năng lượng điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đức Toàn đề nghị các sở ngành địa phương thường xuyên kiểm tra hoạt động các nhà máy thủy điện, đảm bảo duy trì vận hành khai thác an toàn ổn định, đôn đốc chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng đảm bảo tiến độ hoàn thành, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định. Các nhà đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo quy định. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 theo hình thức trực tuyến tới các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành có liên quan. Năm học 2022-2023, công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp tổ chức thực hiện của các sở ban ngành. Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo đã quan tâm đảm bảo quyền lợi của học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, năm học 2022-2023, trên địa bàn tỉnh có 484 trường với trên 200.000 học sinh sinh viên. Trong đó, có gần 172.000 em đã được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, gồm trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, người nghèo, dân tộc thiểu số. Số tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại trường gần 29.000 em, đã tham gia trên 26.000 em, nâng tổng số học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh có thẻ bảo hiểm y tế đạt 98,72%. Hai địa phương có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại trường đạt 100% là Mường Nhé và Tuần Giáo. Năm học 2023-2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai 6 nhiệm vụ, 8 giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024. Phối hợp với Sở Y tế nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của học sinh sinh viên. Tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền các chế độ chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vừa Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã đề ra và tình hình thực tiễn của địa phương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giải pháp chỉ đạo phù hợp trong năm học tới. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tham mưu chỉ đạo các cấp huyện, cấp xã nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn cho học sinh sinh viên.
tiếp tục thực hiện các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, kịp thời cập nhật, trao đổi, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, biểu dương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Nhân dịp này, đã có 5 tập thể và cá nhân được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng bằng khen, 14 tập thể và cá nhân được Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong việc triển khai công tác bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên thời gian qua. Chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, trưởng Ban chỉ đạo vận động làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông chủ trì hội nghị. Theo đó, trong đợt này, huyện Điện Biên Đông có 524 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Tổng kinh phí đã tiếp nhận từ Ban chỉ đạo tỉnh là 11 tỷ 250 triệu đồng, đã triển khai làm được 261 căn, trong đó đã hoàn thành 34 căn, đang san nền làm móng 133 căn, làm khung tường 68 căn, hoàn thiện mái 26 căn, đạt gần 50% kế hoạch. Công tác rà soát thống kê các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu làm nhà được huyện triển khai chặt chẽ, khách quan, đúng đối tượng. Việc tiếp nhận và phân bổ kinh phí từ Ban chỉ đạo tỉnh được thực hiện kịp thời. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo làm nhà ở huyện đã nghe lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện báo cáo kết quả rà soát thẩm định bổ sung 50 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ làm nhà đợt 2 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh. Tiếp thu các ý kiến của cơ sở về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để khắc phục trong thời gian tới nhằm đảm bảo tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% số nhà được hỗ trợ trước tháng 12 năm 2023. Trước đó, huyện Điện Biên Đông đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo gia đình bà Lò Thị Đuấn tại bản Kéo, xã Triềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Đây là ngôi nhà đại đoàn kết đầu tiên hoàn thành hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngôi nhà cấp 4, diện tích 40m², có tổng kinh phí 72 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu từ nguồn vốn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 22 triệu từ nguồn vốn đầu tư của gia đình, cùng kinh phí xã Triềng Sơ ủng hộ. Vừa qua, Ban chỉ đạo đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thành phố Điện Biên Phủ đã thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra tiến độ kết quả làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Trong năm 2023, thành phố Điện Biên Phủ có 66 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà mới từ nguồn quỹ vì người nghèo các cấp với tổng trị giá trên 3,3 tỷ đồng. Trong đó, quỹ vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ làm mới 51 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá trên 2 tỷ 550 triệu đồng. Quỹ người nghèo thành phố làm mới 15 nhà trị giá 750 triệu đồng. Qua kiểm tra giám sát, đến nay trên 50 trên 66 ngôi nhà đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Quá trình xây dựng nhà mới đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định. Trung bình mỗi căn nhà mới có diện tích sử dụng từ 50 đến hơn 100m². Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của tỉnh, thành phố là 50 triệu đồng trên nhà, các hộ gia đình còn tự đầu tư kinh phí và được giúp đỡ về ngày công lao động. Xây dựng nhà ở kiên cố và bán kiên cố có trị giá từ trên 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng một hộ, góp phần giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, an cư yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Mường Phăng là căn cứ sở chỉ huy chiến dịch. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử. Nhiều năm trôi qua, sở chỉ huy chiến dịch năm xưa vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Lòng biết ơn Đại tướng vẫn được đồng bào các dân tộc Mường Phăng khắc sâu trong tâm thức. Những ngày này, nhiều người dân ở Mường Phăng đến với khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi gắn bó và ghi dấu ấn của Đại tướng trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ. Thành kính thắp nén tâm nhang tưởng nhớ vị tướng tài ba trong lịch sử của dân tộc. Tôi nghe ông cha kể Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên đây chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng. Từ nay tôi sẽ bảo con cháu học thật giỏi này, noi theo tấm gương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để phát triển hơn nữa. Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ hôm nay vẫn được bao bọc bởi cánh rừng nguyên sinh xanh ngát như 69 năm về trước. Ghi nhớ lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rừng Mường Phăng ngày nay luôn được địa phương đặc biệt giữ gìn. Mà chúng tôi thì cũng lang phối hợp và thực hiện là với kiểm lâm địa bàn, với lại các bảo lâm xã
hàng tuần theo cái tuần địch mà phân công để tuần tra canh gác và công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện nay thì công tác bảo vệ rừng thì cũng rất là phát triển. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho Điện Biên Phủ nói chung, Mường Phăng nói riêng những tình cảm đặc biệt. Sau nhiều lần trở lại đây vào năm 1994 và 2004, với mong muốn giúp nhân dân Mường Phăng có điều kiện hơn trong sản xuất, năm 2008, Đại tướng đã viết thư gửi Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ ngành trung ương đề nghị xây dựng hồ thủy lợi Lọng Luông. Công trình hồ Lọng Luông được khánh thành vào đúng ngày 7 tháng 5 năm 2013, cấp nước tưới tiêu thường xuyên cho diện tích đất trồng lúa sản xuất hai vụ của bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trước đây thì chỉ trồng được một vụ, sau này xây dựng được cái hồ này thì xây dựng được thì nó trồng được hai vụ. Chúng tôi rất là phấn khởi. Trong những năm gần đây, đời sống của đồng bào Mường Phăng đã có nhiều thay đổi. Khắc ghi lời dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mỗi người dân Mường Phăng đều nỗ lực không ngừng để xây dựng quê hương ngày một phát triển. Nhân dân là khắc sau là giữ rừng hờm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tốt. Thứ hai là xóa đói giảm nghèo. Thứ ba là cho con em học hành đến nơi đến chốn. Và đoàn kết dân tộc trên địa bàn xã Mường Phăng nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung. 69 năm sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 19 năm sau lần cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm lại Mường Phăng, hình ảnh và những kỷ niệm về vị tướng lỗi lạc, tài ba của dân tộc vẫn luôn khắc sâu trong tâm thức đồng bào các dân tộc ở Mường Phăng, trở thành động lực để tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng bản làng ngày càng phát triển. Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự khác. Thưa quý vị, chiều nay Trường Chính trị tỉnh Điện Biên có cuộc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Trường Chính trị Hành chính tỉnh Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp. Tại buổi tọa đàm, đại diện Trường Chính trị Hành chính tỉnh Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Trường Chính trị tỉnh Điện Biên và đề nghị Trường Chính trị tỉnh Điện Biên trao đổi các nội dung về công tác quản lý, giảng dạy, bồi dưỡng đối với các hệ trung cấp, hệ đào tạo ngắn hạn, việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên. Đồng thời, đề xuất Trường Chính trị hai tỉnh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, luân phiên tổ chức hội đàm 2 năm một lần và mong muốn sự hợp tác giữa hai trường ngày càng đi vào chiều sâu, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đoàn công tác của Trường Chính trị Hành chính tỉnh Phong Sa Lì. Từ năm 2009 đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã tiếp nhận đào tạo 11 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung với hơn 160 lưu học viên Lào. Nhấn mạnh cuộc tọa đàm là cơ hội quý báu để hai trường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Đại diện Trường Chính trị tỉnh đã hướng dẫn các nội dung trường bạn quan tâm, thông tin cụ thể về chương trình, kết quả đào tạo, bồi dưỡng, việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chế độ cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Cùng với đó, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên mong muốn hai trường sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ nguồn cấp cơ sở, đẩy mạnh hợp tác trao đổi đoàn, tiếp tục vun đắp thêm tình đoàn kết đặc biệt truyền thống giữa hai nhà trường, hai tỉnh nói riêng và hai đất nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị phản biện dự thảo quyết định, quy định danh mục nghề, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên và Trường Cao đẳng nghề. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào văn bản kế hoạch nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa phù hợp theo quy định, đồng thời đề xuất kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, khách quan của văn bản, phát huy tính dân chủ và tăng cường sự đồng thuận của xã hội. Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về các danh mục nghề, như đối với những nghề có chi phí đào tạo lớn hơn mức hỗ trợ tối đa thì thực hiện như thế nào, các mức chi cho tuyển sinh, chi thù lao, chi mua nguyên vật liệu, chi thuê lớp học, thiết bị giảng dạy vượt quá danh mục chi thì có được thực hiện để đảm bảo cho việc giảng dạy, đào tạo. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất gộp một số danh mục nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và một số nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp để khi tổ chức đào tạo cho người lao động được hiệu quả.
trên cơ sở nội dung các ý kiến tham gia của các đại biểu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, chỉnh sửa bổ sung vào dự thảo, đảm bảo tính hợp pháp để hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Chiều nay tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội cựu chiến binh khối tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ thế hệ trẻ, giáo dục truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam và tuyên truyền về biển đảo Việt Nam. Tại buổi giao lưu, hơn 270 học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã cùng các thế hệ cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, sự ra đời của quân đội nhân dân Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Pháp và hòa bình ở miền Nam xã hội chủ nghĩa, cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời được cung cấp các kiến thức cơ bản về tình hình biển đảo hiện nay. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường phối hợp giữa tổ chức đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh về công tác giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Qua đó, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần gương mẫu của lực lượng cựu chiến binh trong giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc quản lý sử dụng đảm bảo công khai minh bạch đúng mục đích là yếu tố then chốt đem lại hiệu quả của chính sách, nhất là ở Điện Biên khi các chủ rừng chủ yếu là cộng đồng, nên sự khách quan, minh bạch trong việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng lại càng đòi hỏi khắt khe hơn. Ghi nhận về cách quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên trong phóng sự sau là một ví dụ. Với xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, do mới được thụ hưởng chính sách từ năm 2018, lại thêm việc chi trả cộng dồn, nên đến năm 2022, các chủ rừng ở Hua Thanh mới được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng lần đầu. Để đảm bảo nguồn tiền được quản lý sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, Ủy ban nhân dân xã Hua Thanh đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi, Ủy ban xã ra một cái công văn hướng dẫn cách chi trả và cách chi tiêu cái khoản tiền mà các chủ rừng được hưởng. Chi tiêu những cái khoản gì thì chúng tôi đều là có trong cái công văn hướng dẫn, tôi đều ghi rõ một cách cụ thể khi các chủ rừng, nhất là cộng đồng bản, chi tiêu cái gì chúng tôi đều yêu cầu họ phải xây dựng kế hoạch, hoặc là làm cái gì đó thì đều phải có biên bản, biên lai và ghi vào sổ sách, và có cả trong cái tổ quản lý bảo vệ rừng của bản là có cả kế toán, thủ kỹ và một người chủ tài khoản, cho nên cái đấy là chúng tôi rất yên tâm. Trên cơ sở hướng dẫn, các chủ rừng ở Hua Thanh khi nhận được tiền trước mắt cũng đã chi cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng của cộng đồng. Ở thôn bản chúng tôi, là từ trước đến giờ là được nhận, năm nay là năm lần thứ hai. Và với số tiền đấy chúng tôi sử dụng thì chủ yếu để phục vụ cho công tác đi tuần tra bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Và chúng tôi cũng tuân thủ đúng theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân, cũng chi theo sự hướng dẫn, mà chủ yếu là để phục vụ công tác tuần tra. Còn số tiền dư thì chúng tôi cũng để tích lũy lại, bởi vì chúng tôi cũng mới nhận được tiền nên cũng còn vỡ ngỡ trong sử dụng số tiền trên. Ở xã Hua Thanh có 8 bản là chủ rừng cộng đồng có diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổng diện tích toàn xã được chi trả ở năm 2022 là trên 1.200 ha với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Việc chi tiền dịch vụ môi trường rừng cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng được các chủ rừng thống nhất chi với mức 200.000 đồng một người một ngày, được chấm công đầy đủ rõ ràng và cộng dồn cuối năm chi trả một lần. Khi có nguồn tiền hỗ trợ từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo thêm động lực cho bà con nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ rừng. Trước kia ấy, toàn bà con nhân dân trong cơ sở ấy là đi tuần tra rừng ở trong rừng đồng hoàn, cũng trong ở gần chỗ cơ sở mình ấy, là toàn là bỏ tiền túi này với cả tiền xăng này và thức ăn nữa, cũng toàn bỏ tiền túi. Còn bây giờ nhà nước có rừng tiền chi trả rừng môi trường ấy là bây giờ cũng lớn hơn rất là nhiều, và cũng đóng góp cho anh em hay đi tuần rừng ấy, trong có khi một năm là đến 10-20 lần cũng có. Vâng, và có cái này cảm thấy anh em nó cũng phấn khởi, mà cũng có tinh thần và cũng có trách nhiệm hơn đấy, trong bảo vệ môi trường rừng.
Dù mới được nhận tiền và mới thực hiện quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, nhưng các chủ rừng ở Hua Thanh đã thực hiện tương đối chặt chẽ trong từng khâu. Đáng ghi nhận hơn là chính quyền xã cũng đã sát sao việc này đối với các chủ rừng để nguồn tiền của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được phát huy hiệu quả cả trước mắt cũng như lâu dài. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.